Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 8 tóm tắt bài 10 trang 119-122 Nói và nghe, tự đánh giá. Nói và nghe giới thiệu một cuốn sách số 1 nhỏ định hướng. Thì các em đã được học về cái cách thức giới thiệu một cuốn sách ở phần viết. Thì trong phần nói và nghe thì chúng ta sẽ chuyển cái nội dung bài viết đó thành bài nói với các lưu ý sau. Thuyết trình nội dung giới thiệu về một cuốn sách bằng lời nói văn nói chứ không phải là đọc bài viết. Chọn cách nói phù hợp với đối tượng người nghe. Sử dụng các phương tiện phi ngôn ngữ như là ánh mắt, nét mặt, cử chỉ và các phương tiện minh họa hỗ trợ để hoạt động thuyết trình thêm rõ ràng, thú vị, hấp dẫn. Hay nhỏ thực hành. Bài tập đó là chúng ta hãy giới thiệu một cái cuốn sách mà em yêu thích với thầy cô và các bạn trong lớp. A nhỏ chuẩn bị thì các em xem lại một A chuẩn bị trong phần viết để vận dụng thực hiện bài tập này. Xác định thời lượng thuyết trình đối tượng nghe bài thuyết trình. B tìm ý và lập dàn ý. Tìm ý thì chúng ta tham khảo một B tìm ý và lập dàn ý trong phần viết để vận dụng thực hiện bài tập này. Lập dàn ý mở bài. Mở đầu thì chúng ta sẽ chào hỏi giới thiệu cuốn sách mà em yêu thích. Nội dung chính thì chúng ta lần lượt trình bày thông tin chung về cuốn sách như là nội dung, hình thức, giá trị, ý nghĩa của cuốn sách. Sử dụng các hình ảnh nội dung minh họa tương ứng. Kết thúc thì cảm ơn và bày tỏ mong muốn nhận được phản hồi từ người nghe. C nói và nghe thì chúng ta tiến hành giới thiệu và nghe về cái cuốn sách, tham khảo các yêu cầu đã nêu ở bài 6 phần nói và nghe 1C trang 31 và đối chiếu với dàn ý văn đề văn này để làm bài tập. D kiểm tra và chỉnh sửa thì các em tham khảo các yêu cầu ở bài 6 phần nói và nghe 1D trang 32 và đối chiếu với dàn ý đề văn đã làm ở bài tập này. Tiếp theo tự đánh giá. Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới. Tập truyện quê mẹ của nhà văn Thanh Tịnh. Quê mẹ là tập truyện ngắn của nhà văn Việt Nam Thanh Tịnh, xuất bản lần đầu năm 1941, gồm 13 truyện có lời tựa của Thạch Lam. Trong lần tái bản năm 1983, tác phẩm được bổ sung thêm 5 truyện Am Culise, Con So Về Nhà Mẹ, Ngậm Ngãi, Tìm Trầm, Một Đêm Xuân, Làng. Thạch Lam đã nhận xét khá tinh tế trong bài tựa Thanh Tịnh đã muốn làm người một đồng ngồi dưới bóng tre để ca hát những đám mây và những làn gió lướt bay trên cánh đồng, ca hát những cái vẻ đẹp của đời thôn quê. Thanh Tịnh đã cho chúng ta nghe cái tiếng sáo nhỏ và âm thanh của ông khẽ nổi lên lẫn với tiếng hò của bạn gặt trên sông để ca ngợi cái tình và cái thi vị của một vùng. Trong tập truyện, tác giả tập trung viết về nông thôn xứ Huế quê ông. Trên cơ sở một không gian nghệ thuật đầy thi vị, làng mỹ lý, ông vẽ những bức tranh thủy mặc về những đêm trăng và mùa gặt. Cái nhà ga nhỏ và con đường sắt quạnh hiu thỉnh thoảng vọng lên tiếng còi tàu đêm cô đơn, mơ hồ ngoài quãng đồng xa vắng. Dòng sông vắng và những con đò mỏng mảnh ngược xuôi tưởng như lúc nào cũng chở đầy những câu hò tha thiết gợi nhớ. Trên bối cảnh thơ mộng và phảng phất vị buồn ấy, tác giả đã đi sâu vào đời sống tình cảm của những người nông dân nghèo miền Trung, tình yêu đầm thắm của những cô sương, tình thơ cô duyên bên con đường sắt, tình yêu trong sáng như thoảng qua như một ảo ảnh của Phương, người gái khóa chèo đò bến nữa, tình yêu làng quê lặng lẽ sâu kín nhưng lúc nào cũng da diết đến quặn lòng của những cô thảo cô hoa lấy chồng xa, quê mẹ con so về nhà mẹ, của những người như tâm phải sống tha hương cầu thực chuyến xe lửa cuối năm, thậm chí của cả vị sư già tưởng như đã đứt lòng trần giữa một trái núi bốn mùa mây phủ, trong một cái am tranh nương nhẹ mình trên một tòa đá treo leo, một đêm xuân. Những nhân vật trong chuyện của ông người nào cũng ánh lên cái vẻ đẹp của tâm hồn hiền lành chất phác đông hậu, nhưng hầu như ai cũng có nỗi khổ đau riêng.
Có khi vì phải xa quê, có khi gặp trắc trở trong tình yêu, hầu hết vì nghèo phải hai xương một nắng nhưng chẳng đủ sống. Vì thế có chỗ cả làng phải suốt đời sống trên phá rộng sông dài và chết hết trong một trận bão khủng khiếp làng. Có người liều mạng ngậm ngãi tìm trầm để tính chuyện mưu sinh cho vợ con, cuối cùng hóa thành hổ, vĩnh viễn phải sống sinh ly, ngậm ngãi tìm trầm. Tiêu biểu hơn cả là truyện ngắn Am Culise. Ông gợi lên hình ảnh thật tội nghiệp, một cháu bé 10 tuổi rách rưới gầy còm, đêm đêm dắt người ông mù già yếu, kéo một chiếc xe tay cũ nát, bánh nhồi rơm, lủi thủi đi dưới trời mưa. Một đêm kia ông già chết gục vì đói rét và buồn khổ, để lại đứa cháu coi cút. Nhìn chung Thanh Tịnh thuộc một phong cách nghệ thuật gần với Thạch Lam, Hồ Dến, Xuân Diệu, Phấn Thông Vàng, nhưng có sắc thái riêng, ông thích những cái nhẹ nhàng, dịu ngọt, bâng khuâng, mang mát. Mỗi chuyện ngắn như một bài thơ vịnh gọn và có dư vị trữ tình lắng sâu. Chính với phong vị trữ tình thấm thía này, ngòi bút của ông chinh phục được người đọc. Theo Trần Hữu Tá, Từ điển Văn học, Bộ Mới, Nhà xuất bản Thế giới, Hà Nội 2003. Như vậy, sau khi đọc văn bản thì chúng ta chọn phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 5. Câu 1. Nội dung văn bản được trình bày theo trật tự nào? A. Giới thiệu khái quát về tập quê mẹ, giới thiệu nội dung tập truyện, nhận xét đánh giá về tập truyện. B. Nhận xét đánh giá về tập truyện, giới thiệu khái quát về tập quê mẹ, giới thiệu nội dung tập truyện. C. Giới thiệu nội dung tập truyện, giới thiệu khái quát về tập quê mẹ, nhận xét đánh giá về tập truyện. D. Giới thiệu nội dung tập truyện, nhận xét đánh giá về tập truyện, giới thiệu khái quát về tập quê mẹ. Như vậy, các em đọc kỹ nội dung văn bản thì chúng ta thấy nội dung văn bản được trình bày theo trật tự là giới thiệu khái quát về tập quê mẹ, rồi đến giới thiệu nội dung tập truyện, nhận xét đánh giá về tập truyện. Như vậy, câu 1 chọn A. Câu 2. Trong các ý kiến sau, những ý kiến nào đúng? A. Tập quê mẹ xuất bản lần đầu năm 1941 có lựa tựa của Thế Lữ. B. Trong lần tái bản năm 1983, tập truyện gồm 18 truyện ngắn. C. Không gian nghệ thuật trong tập truyện là làng Mỹ Lý, xứ Huế, quê hương của Thanh Tịnh. D. Tập truyện viết về đời sống tình cảm của những người nông dân nghèo xứ Huế. Như vậy, trong các ý kiến trên thì cái ý kiến B là đúng. Trong lần tái bản năm 1983, tập truyện gồm 18 truyện ngắn. Câu 3. Điểm chung của các nhân vật trong truyện quê mẹ là gì? A. Luôn gặp bất hạnh trắc trở trong cuộc sống. B. Luôn lạc quan yêu đời, chất phác hùng hậu. C. Luôn ánh lên cái vẻ đẹp của tâm hồn và ai cũng có nỗi đau khổ riêng. D. Luôn mong muốn khẳng định bản thân, sống một cuộc đời thật sự có ý nghĩa. Như vậy, điểm chung của các nhân vật trong tập truyện quê ông mẹ là luôn ánh lên vẻ đẹp của tâm hồn và ai cũng có nỗi khổ đau riêng. Như vậy, câu 3 các em chọn là C. Câu 4, phương án nào nêu trực tiếp ý kiến nhận xét của người viết về tập quê mẹ? A. Quê mẹ là tập truyện ngắn của nhà văn Việt Nam Thanh Tịnh xuất bản lần đầu năm 1941. Gồm 13 truyện có lời tựa của Thạch Lam. B. Trong lần tái bản năm 1983, tác phẩm được bổ sung thêm 5 truyện: Am Culise, Con So Về Nhà Mẹ, Ngậm Ngãi Tìm Trầm, Một Đêm Xuân Làng. C. Ông thích những cái nhẹ nhàng, dịu ngọt, bâng khuâng, mang mát. Mỗi truyện ngắn như một bài thơ vịnh ngọt và có dư vị trữ tình lắng sâu. Dê Thanh Tịnh muốn làm người một đồng ngồi dưới bóng tre để ca hát những đám mây và những làn gió lướt bay trên cánh đồng, ca hát những vẻ đẹp của đời không quê.
Như vậy, phương án đi trực tiếp ý kiến nhận xét của người viết bài tập truyện quê mẹ đó là: ông thích những cái nhẹ nhàng, dịu ngọt, bâng khuâng, mang mát, mọi chuyện ngắn như một bài thơ, vịnh gọn, có dư vị, trữ tình, sâu lắng. Như vậy câu 5, chọn C. Câu 4, chuyện nào được người viết đánh giá là giàu tiêu biểu hơn cả tập truyện quê mẹ? A. Ngậm ngãi tìm trầm, B. Am cu li xa, C. Tôi đi học và D là quê mẹ. Như vậy, chuyện được người viết đánh giá là tiêu biểu hơn cả trong tập truyện quê mẹ đó là chuyện Am cu li xa. Như vậy, câu 4 chọn B. Tiếp theo câu 6, chỉ ra thông tin chính được giới thiệu trong phần 2 của văn bản và các chi tiết làm rõ thông tin đó. Như vậy, chúng ta đọc kỹ phần 2, thì chỉ ra thông tin chính được giới thiệu của văn bản và các chi tiết miêu tả. Thì thông tin chính phần 2 là tác giả tập trung viết về nông thôn xứ Huế quê ông. Các chi tiết miêu tả thông tin, miêu tả khung cảnh làng quê là từ trên cơ sở một không gian cho đến tha thiết gợi nhớ. Giới thiệu các nhân vật trong các câu chuyện từ trên bối cảnh thơ mộng phảng phất buồn ấy cho đến coi khúc vân vân. Câu 7, em đã được đọc truyện ngắn nào trong tập quê mẹ từ tiểu thuyết? Từ cái hiểu biết về truyện ngắn đó thì em thấy nhận xét sau có chính xác không? Nhìn chung Thanh Tịnh thuộc một phong cách nghệ thuật gần với Thạch Lam, Hồ Dến, Xuân Diệu, Phấn Thông Vàng, nhưng có sắc thái riêng. Ông thích những cái nhẹ nhàng, dịu ngọt, bâng khuâng, mang mát, hãy giải thích rõ ý kiến của em. Thì ở đây cô ví dụ như em đã đọc truyện ngắn Tôi đi học. Thì theo em cái ý kiến trên chính xác vì Thanh Tịnh thuộc loại nhà văn viết không nhiều. Tác phẩm của ông không gây ra những cái choáng váng đột ngột mà nhẹ nhàng thấm sâu. Chừng nào con người còn yêu thương, cảm xúc còn nặng lòng gắn bó với quê hương đồng loại thì còn tìm thấy trong những trang viết của Thanh Tịnh mối dây đồng cảm và niềm an ủi. Câu 8, em biết thêm thông tin nào khác về tập truyện quê mẹ, hãy trình bày ngắn gọn các thông tin đó. Thì một số thông tin khác là tập truyện quê mẹ được trích dẫn và truyền tụng về cái giá trị giáo dục. Đoạn văn ca ngợi buổi đi học đầu tiên, ngày tựu trường và đề cao việc học văn hóa trong giai đoạn người đi học chưa nhiều. Câu 9, hãy chuyển văn bản trên thành một bản đồ để giới thiệu về tập truyện quê mẹ của nhà văn Thanh Tịnh. Thì cái câu 9 này chúng ta sẽ thực hiện